mùng 1 sớm mai, mùng 2 đầu tháng. Và đây là những con giáp sẽ vô cùng may mắn trong ngày mùng 1 tháng 2 âm lịch năm 2024, ngày Quý Dậu. Trong ngày hôm nay, các bạn làm gì cũng sẽ vô cùng thuận lợi, từ việc nhỏ đến việc lớn. Đi làm thì dễ được khen thưởng, đề bạt. Trong ngày hôm nay, nếu các bạn ký kết hợp đồng quan trọng, thì khả năng thành công có thể lên đến 90%. Vậy thì đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, chúng ta biết trong ngày mùng 1 tháng 2, đó là ngày Quý Dậu. Chúng ta cục diện đầu tiên là Thìn và Dậu là nhị hợp. Vì vậy, những người tuổi Thìn sẽ là con giáp may mắn đầu tiên trong ngày mùng 1 tháng 2 âm lịch. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay, cái cục diện nhị hợp nó giúp sức. Nó sẽ giúp cho những người tuổi Thìn xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa với cái tính cách cởi mở, tự tin của mình. Đi đến đâu thì bản mệnh cũng nhận được cái sự yêu mến, giúp đỡ của mọi người xung quanh. Sự nghiệp của những người tuổi Thìn cũng phát triển khá là thuận lợi. Trong ngày hôm nay, ngày mùng 1 tháng 2, nhiều kế hoạch, nhiều dự định của các bạn có bước tiến nhất định. Điều đó sẽ giúp cho các bạn cảm thấy tin tưởng hơn vào khả năng của bản thân và dám tự đặt ra cho mình những cái mục tiêu xa hơn. Đây là cái thời điểm thích hợp để con giáp này nhìn nhận cái điểm mạnh và cái điểm yếu của bản thân, từ đó có cái hướng phát triển và thay đổi cho phù hợp. Nếu biết đánh giá đúng cái tình hình thực tế, các bạn có thể tự lập được những cái kế hoạch chuẩn xác, có mục tiêu rõ ràng, giúp cho con đường tương lai của các bạn trở nên sáng sủa hơn. Trong thời gian này thì những người làm ăn kinh doanh ấy cũng có thể nhanh chóng ký kết được những cái hợp đồng với đối tác. Đặc biệt là khi đối phương có cùng chung cái mục tiêu, cùng chung cái chí hướng với các bạn, đôi bên sẽ hợp tác làm ăn là ăn ý, đem lại cái lợi nhuận về đầy túi. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần phải chú ý hơn đến cái sức khỏe của mình, không nên quá tập trung vào cái sự nghiệp hoặc là những cái sở thích cá nhân mà lơ là đi cái giờ giấc sinh hoạt, khoa học hoặc lờ đi những cái dấu hiệu cảnh báo của cơ thể. Đây là cái thời điểm thích hợp để bản mệnh hợp tác làm ăn, mở rộng cái quy mô kinh doanh của mình. Tin rằng với cái sự chăm chỉ chịu khó của mình ấy, thì những người tuổi Thìn sẽ kiếm được tiền về đầy túi, khiến cho cuộc sống của các bạn được cải thiện rõ rệt. Với những người đầu tư kinh doanh ấy, thì nói chung ấy, các bạn sẽ quyết đoán hơn trong cái việc nắm bắt cơ hội. Bởi nếu cứ chần chừ do dự thì các bạn có thể dành cái cơ hội đó cho người khác. Thêm nữa, trong ngày hôm nay thì đường tình duyên cũng là một trong những cái điểm sáng của những người tuổi Thìn. Do được cục diện là gì? Ngũ hành tương sinh. Các bạn có những cái cách ứng xử phù hợp, nên là các mối quan hệ sẽ gì? Tốt lành, đi đến đâu thì cũng được mọi người yêu mến. Gia đình thì đầm ấm. Đó, những cái mâu thuẫn, những cái cãi cọ thì cũng được gì? Được hóa giải. Với những người đã lập gia đình thì các mối quan hệ giữa bạn và người ấy ngày một khăng khít hơn. Thậm chí hai người có thể gì thấu hiểu cho nhau mà không cần phải nói ra thành lời. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Thìn hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thìn. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai trong ngày mùng 1 tháng 2 ngày Quý Dậu ấy, thì đó chính là những người tuổi Sửu. Thưa quý vị, những người tuổi Sửu được cục diện tam hợp là Tỵ, Dậu, Sửu là tam hợp. Những người tuổi Sửu sẽ hoàn thành tốt các công việc được giao, từ đó sẽ nhận được cái sự đánh giá cao của những người làm lãnh đạo. Các bạn đang bước những cái bước chậm mà chắc trên cái con đường thăng tiến của mình. Trong thời gian này thì những người trẻ tuổi có thể là nhận được cái sự chỉ dẫn của quý nhân, tìm ra được cái đường hướng phát triển đúng đắn. Vậy nên các bạn hãy cố gắng không ngừng nghỉ, rồi mọi cái thách thức sẽ đi qua. Tương lai các bạn sẽ nhận được những cái thành quả xứng đáng với những cái gì mà mình bỏ ra. Bên cạnh đó, trong ngày 1 tháng 2 âm lịch ngày Quý Dậu này, thì những người tuổi Sửu cũng hứa hẹn nhiều cái điểm sáng trong công việc. Do có quý nhân tam hợp nó nâng đỡ, các bạn sẽ mở rộng được các mối quan hệ xã giao một cách khá dễ dàng, được cấp trên hậu thuẫn, cấp dưới thì đồng lòng, mọi việc thì tiến triển theo đúng cái kế hoạch đặt ra. Trong ngày hôm nay thì cũng cho thấy rõ những cái dấu hiệu thăng tiến trong sự nghiệp của những người tuổi Sửu. Bằng cái nỗ lực và cái sự phấn đấu không ngừng nghỉ, cộng thêm một chút hài hòa về cái vận thế, bản mệnh tự tin ở cái vị trí công việc mới. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay thì công việc nó hanh thông thuận lợi, dẫn đến là gì? Nó cũng có những cái điểm sáng bất ngờ ở trong cái vấn đề tài lộc của những người tuổi Sửu. Nói chung ấy, được tài tinh cao chiếu
Theo đó mà chính tài và thứ tài đều có những cái thu hoạch đáng kể. Trong ngày hôm nay thì những người làm công ăn lương cũng tạm hài lòng với cái thu nhập hiện tại. Với những ai mà đã nỗ lực phấn đấu hết mình vì công việc, các bạn hãy cứ mạnh dạn đề xuất tăng lương ở cái mức lương thưởng hoa hồng hợp lý, tỷ lệ được chấp thuận cũng rất là cao. Bên cạnh đó thì những người làm chủ doanh nghiệp, kinh doanh buôn bán, những mặt hàng tự do ấy, thì có một ngày khá là tất bật. Cái việc kinh doanh nó cũng được tiến hành một cách thuận lợi, nhận được nhiều cái đơn đặt hàng, ký kết hợp đồng cũng suôn sẻ và anh công. Lại được cục diện ngũ hành tương sinh, vậy nên là những người đã lập gia đình trong ngày hôm nay ấy, hay là những người còn độc thân ấy, thì đều có cơ hội tận hưởng cái hạnh phúc của mình. Các bạn cởi mở, sẵn sàng chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của mình, nên là khiến cho những người khác cũng cảm thấy là gần gũi, muốn kéo gần cái khoảng cách với các bạn hơn. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Sửu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Sửu, đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba trong ngày mùng 1 tháng 2, ngày Quý Dậu ấy, thì không ai khác, đó chính là những người tuổi Tỵ. Thưa quý vị, trong cái ngày hôm nay, những người tuổi Tỵ được chính tài nó soi tỏ, con đường làm ăn của những người tuổi Tỵ sẽ được trở nên gì cát lành và thuận lợi hơn. Các bạn nhận được những cái khoản tiền lương thưởng nóng vì đã góp phần giúp cho tập thể chinh phục được những cái đỉnh cao trong thời gian vừa qua. Cấp trên cũng đang đánh giá cao các bạn trong thời gian này. Với những người làm ăn kinh doanh thì các bạn có những khoản lợi nhuận thu về đều đặn vì đã nhận được cái sự tin tưởng của khách hàng. Tương lai thì có thể các bạn sẽ phải đối diện với khá nhiều khó khăn, nhưng mà quý vị hãy coi đây là một cái bước đệm để các bạn gặt hái được những cái thành công hơn nữa. Trong thời gian này thì cái con đường sự nghiệp của những người tuổi Tỵ cũng có những cái dấu hiệu khởi sắc rõ rệt. Một phần là nhờ sự cố gắng của chính bản thân các bạn, một phần là được nhờ các cát tinh tam hợp nó đem đến. Nó sẽ mang lại những cái tác động tích cực cho những người tuổi Tỵ. Thêm nữa, những người làm công ăn lương thì cũng khắc phục được những cái khó khăn trong công việc. Thậm chí càng gặp phải khó khăn thì các bạn lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Bản mệnh cũng ý thức được đâu là cái thời điểm mình cần phải mạnh dạn thể hiện cái bản thân để ghi điểm trong mắt của ban lãnh đạo. Trong thời gian này, những người tuổi Tỵ cũng có cơ hội thu tiền về đề túi. Nói chung ấy, mọi việc các bạn bắt tay vào thực hiện đều đem lại những cái dấu hiệu tích cực. Nhờ vậy mà đồng tiền chảy vào túi cũng không ngừng. Với những người làm công ăn lương, các bạn cũng khẳng định được cái vị thế của bản thân, không chịu thua kém bất cứ ai, nên là cũng sẽ dễ dàng ghi được ấn tượng tốt trong mắt của ban lãnh đạo. Những cái thành tích cao trong công việc cũng giúp cho các bạn chạm tay vào nhiều cái cơ hội, nhận được tiền lương, tiền thưởng nóng. Thậm chí một vài người còn thành công trong cái việc đề nghị một cái mức lương cao hơn, một cái vị thế cao hơn cho tập thể. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Tỵ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tỵ, đó là con giáp may mắn thứ ba. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ tư mà Tiểu Thông muốn gửi đến quý vị và các bạn, đó chính là những người tuổi Thân. Thưa quý vị, những người tuổi Thân sẽ tận hưởng cái ngày mùng 1, ngày Quý Dậu này vô cùng là thuận lợi, với nhiều niềm vui và với nhiều điều kiện thuận lợi nó ủng hộ. Nhờ xây dựng được những cái mối quan hệ xã giao rộng rãi và tốt đẹp ấy, mà các bạn làm việc gì cũng được thuận lợi, cũng được người ủng hộ, giúp đỡ và thúc đẩy nhanh chóng để chạm tay đến cái thành công. Bên cạnh đó, sự nghiệp của những người tuổi Thân trong ngày hôm nay ấy, thì do nhận được cái sự giúp đỡ của cục diện tam hợp mà các bạn có cơ hội gặp gỡ được quý nhân, các bạn được giới thiệu cho những cái cơ hội quý hiếm đấy mà ít người có được. Nếu mà nhanh chóng nắm bắt thì có thể đạt được những cái bước tiến mới trong công việc, thậm chí là được cất nhắc tăng lương, tăng thưởng, thăng chức. Bên cạnh đó, trong thời gian này thì những người trẻ tuổi cũng dần dần tìm được cái định hướng chính xác cho bản thân, dám thử sức thì sẽ gặt hái được cái thành công mạnh mẽ. Trong lĩnh vực tiền bạc thì con giáp này cũng được làm quen với những cái đối tác, những khách hàng đầy triển vọng. Đôi bên hợp tác ăn ý, ít khi xảy ra cái mâu thuẫn về quan điểm, quan về lợi ích, nên là công việc
nào thì cũng gì được tiến hành trôi chảy thuận lợi. Thậm chí nhờ cái sự đồng tâm hiệp lực mà đôi bên còn có thể thu về cái khoản lợi nhuận lớn hơn và nhanh chóng. Bên cạnh đó, cái phương diện tình cảm của bản mệnh cũng được đón đào hoa rực rỡ. Do có rất nhiều cái cát tinh chủ đào hoa nó chiếu mệnh, nên là xung quanh các bạn cũng không bao giờ thiếu người săn đón. Vợ chồng thì hòa thuận hạnh phúc, đúng không? Con cái thì ngoan ngoãn, thông minh học giỏi. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi thân cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, tài lộc trọn đời cho những người tuổi thân. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ năm trong ngày 1 tháng 2, ngày Quý Dậu này, không ai khác, đó chính là những người tuổi Hợi. Thưa quý vị, nói chung trong ngày hôm nay thì những người tuổi Hợi được cục diện là ngũ hành tương sinh. Vậy nên đường tình duyên của những người tuổi Hợi được khởi sắc rực rỡ, mang đến nhiều cái cơ hội tình yêu cho những người tuổi Hợi. Rất có thể trong ngày hôm nay thì tình yêu sét đánh sẽ xuất hiện, khiến cho các bạn vô cùng bất ngờ và hạnh phúc. Trong thời gian này thì vợ chồng các bạn cũng đang phải đối diện với nhiều khó khăn. Nhưng nhờ được sự đồng tâm hiệp lực, yêu thương và che chở cho nhau ấy, nên là cũng không ai cảm thấy là mệt mỏi hay là cô đơn. Cả hai đều tràn đầy cái sự tin tưởng và sẵn sàng chiến đấu. Tiếc rằng trong ngày hôm nay bị kiếp tài nó lâm vận, khuyên các bạn không nên đưa ra những quyết định quá nhanh chóng rồi lại khăng khăng làm việc theo ý của mình. Sống trong tập thể, tốt nhất là các bạn nên trao đổi ý kiến công việc với mọi người để tất cả cùng biết và cùng hành động một cách thống nhất. Từ đó sẽ mang lại cái may mắn tài lộc cho quý vị. Vậy nên trong thời gian này, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi Hợi cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Hợi. Đó là con giáp may mắn thứ 5. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 6 trong ngày 1 tháng 2 ngày Quý Dậu này không ai khác, đó chính là những người tuổi Dần. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong ngày hôm nay thì những người tuổi Dần lại bị thương quan ngáng trở. Con đường thăng tiến của những người tuổi Dần có dấu hiệu bị chững lại trong ngày hôm nay. Có thể các bạn sẽ gặp mâu thuẫn với cấp trên, đối phương sẽ không tạo điều kiện cho các bạn phát triển. Rơi vào cái hoàn cảnh này, trước hết các bạn cần phải kiểm tra lại xem bản thân mình đã hành động đúng hay chưa. Đó. Các bạn không nên tìm cách đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho mọi người xung quanh hoặc là gì, cho cái hoàn cảnh nó xô đẩy. Vì như vậy sẽ khó mà có thể tiến bộ được. Lại gặp cục diện là tương khắc, kim mộc là xung khắc. Vậy nên là mối quan hệ giữa con giáp này với nửa kia ấy, cũng dần dần trở nên căng thẳng hơn. Hai người thường xuyên mâu thuẫn vì những chuyện nhỏ nhặt mà không ai muốn thông cảm cho ai. Vì thế, để bảo vệ hạnh phúc của mình, đúng không? Và gia tăng thêm may mắn tài lộc, thì những người tuổi Dần cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dần. Đó là con giáp may mắn thứ 6. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong ngày 1 tháng 2 năm 2024, ngày Quý Dậu. Và trong ngày hôm nay chúng ta sẽ có 4 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý. Đó là những tuổi sau: 1 là tuổi Thìn, 2 tuổi Sửu, 3 tuổi Tỵ và 4 là những người tuổi Thân. Đây là 4 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý, dễ có cơ hội trúng số đổi đời. Ai mà may mắn thuộc những con giáp này thì một lần nữa xin được chúc mừng tất cả quý vị và các bạn. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong ngày 1 tháng 2 âm lịch năm 2024. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo. Xin cảm ơn.